Đây này, tháp nhu cầu Maslow. Có tháp nhu cầu Maslow anh em tháp nhu cầu Maslow. Như vậy trong quá trình chúng ta làm tháp nhu cầu Maslow thì họ sẽ được khen, họ sẽ thỏa mãn nhu cầu đúng không? Mày không mấy cái đấy, mày không giỏi sao? Mà giả sử mày không giỏi đối thủ sao? Thế mày làm nào thắng? Giỏi không đủ nhé, phải giỏi hơn đối thủ mà phải giỏi hơn tất cả đối thủ. Ví dụ anh em, thế bây giờ anh em đều là những người mới khởi nghiệp, anh em đều là những nhân sự trẻ, thì lấy đâu ra mà anh em có sản phẩm, lấy đâu ra anh em mô hình, lấy đâu ra anh em thương hiệu của doanh nghiệp? Thế thì về mặt chiến lược là các bạn rất khó vượt qua người khác, các bạn bắt buộc phải vượt qua bằng bằng chiến thuật đúng không? Chiến thuật thì các bạn phải có free traffic, các bạn cần phải có marketing, các bạn cần có thương hiệu cá nhân đúng không? Giả sử ba cái này các bạn không có đi, giả sử ba cái đấy các bạn không có, thế bây giờ các bạn có cần phải có kỹ thuật ad không? Thì trong phần kỹ thuật quảng cáo thì các bạn bao gồm là gì? Các bạn phải quảng cáo này, lead content này, lên kịch bản bán hàng này, lên landing page này đúng không? Các bạn phải hiểu về IT này, các bạn phải học về vận hành này, học về con người này, các bạn học về affiliate này, các bạn học nhập hàng đa kênh vân vân vân, ví dụ thế chẳng hạn. Thì mình cũng không nói rộng nên mình mới chỉ đào sâu cho các bạn một thứ thôi, là kỹ thuật ad. Và trong đào sâu về kỹ thuật ad mình mới đào sâu được cho anh em có hai gạch đầu dòng thôi. Anh em nhìn này, mình mới đào sâu được anh em có hai gạch đầu dòng thôi. Đó là gì? Bài viết là như thế nào? Cấu trúc một bài viết là như thế nào? Mà trong phần cấu trúc này mình mới đào sâu cho anh em được cái điều hướng kêu gọi là như thế nào? Trong phần này mình vẫn chưa đào sâu. Content ad, policy, media cần phải làm gì, văn bản làm cái gì, lượt like làm cái gì với bình luận. Bình luận này là sitting đúng không anh em? Đúng không? Sitting có cần đào sâu không? Có chứ. Sitting cần đào sâu không? Có mà, cần đào sâu mà các bạn. Thế bây giờ sitting đào sâu như thế nào? Có cần đào đào sâu như thế nào? Sitting phải phải làm gì? Sitting phải bằng mọi cách giữ chân được người dùng. Đúng không? Sitting phải giữ chân được người dùng. Một cái bình luận sitting mà không giữ chân được người dùng thì là công cốc. Thì chúng các bạn kịch bản sitting thực tế, thế nào gọi là thực tế? Thì chúng nghe. Sitting hai kiểu. Một loại sitting để người ta mua hàng. Và một loại sitting để quảng cáo thôi. Nào, bây giờ bạn tập trung để sitting để người ta mua hàng hay sitting để quảng cáo rẻ? Hai kiểu sitting này hoàn toàn khác nhau. Thì bây giờ ví dụ như anh em bảo sitting thực tế, bây giờ sitting thực tế là sitting để người ta mua hàng hay để quảng cáo rẻ nào? Nói anh em, câu chuyện con gà quả trứng đấy. Con gà quả trứng, sitting để quảng cáo rẻ hay sitting người ta mua hàng? Đúng không? Thì phải sitting để cả hai. Làm thế nào mà để được cả hai thì làm. Như vậy để cả hai thì mình sẽ xếp cái ưu tiên như thế nào? Để cho con gà và quả trứng là câu chuyện nó không mâu thuẫn thì chúng ta sẽ quyết định là con gà có trước hoặc quả trứng có trước. Đây là cách tư duy. Đây lý do vì sao xây mind map. Ví dụ như các bạn. Xây mind map là để làm gì? Là để chúng ta cái gì ưu tiên hơn? Câu chuyện con gà và quả trứng chúng ta sẽ quyết định là con gà có trước hay quả trứng mua trước có trước. Thế thì ví dụ như bạn làm như mình là mình sẽ setting để quảng cáo rẻ trước rồi để người ta mua hàng sau. Chẳng hạn, đấy mình sẽ định để quảng cáo rẻ trước để người ta mua hàng sau. Nếu mà anh em để người ta mua hàng trước để quảng cáo rẻ sau nhé, thì đến lúc mà quảng cáo nó ra đơn và mầm xong mấy hôm sau đắt thì ngồi đấy mà khóc. Ô lại ông nào ngồi vẽ rồi, lại ông nào chửi mình rồi, cay quá nhỉ. Ai vừa vẽ đây anh em biết không? Anh em biết ông nào vừa vẽ không? Thế rồi. Đấy. Hot mà. Thế đây tùy anh em sẽ để quảng cáo rẻ trước hay để người ta mua hàng trước. Dung như nhỉ?
bạn phải quyết định cái gì trước, cái gì sau. Như vậy để quảng cáo rẻ thì chúng ta sẽ có phần thứ nhất là để người ta mua hàng. Buổi sau là để cái thứ hai là để làm gì? Đi ngủ vợ. Chồng cứ đi chứ. Cho chồng xin không nước nhé. Vợ bảo ngủ là tôi ngủ đây anh em nhé. Nào, để quảng rẻ là làm gì? Nào, setting để quảng cáo rẻ. Quảng cáo rẻ để người ta mua hàng. Quảng cáo rẻ thì mình phải làm gì nữa? Để làm gì nữa? Diễn cho người ta xem. Diễn cho người ta xem thì mình làm gì? Nói những gì người ta muốn nghe. Không, người ta thấy... nói điều thêm nhưng có thấy điều mình giúp cho bạn. Thế bây giờ setting của bạn có phục vụ điều này không? Có rất nhiều anh em setting kiểu tôi mua hàng nhé, rất nhiều anh em setting kiểu chấm, rất nhiều anh em setting kiểu inbox, rất nhiều anh em setting kiểu giá như nào, rất là hay. Thế bây giờ bạn setting như thế xong người ta bắt chưa? Người ta bắt chiếc nhỉ? Mình thấy anh em ăn xôi khá là thích ăn xôi gấc. Mình chia sẻ với anh em, mình làm mind map để cho anh em dễ hiểu, dễ hình dung. Thì anh em bảo là anh bê nguyên cái mind map này gửi cho em đi. Đây là cái buổi đằng nào tôi cũng làm mind map thì tôi sẽ cho anh em vào để anh em xem. Chứ bây giờ anh em muốn là anh xây mind map cho em đi, đúng kiểu là anh ơi nhà anh đẹp thế, em anh cho em cái nhà được không? Thế lần sau mà tôi mà mời ông đến nhà tôi mới là thằng ngu. Hình dung anh em. Nói những gì người ta muốn nghe và cho người ta tiền thấy muốn thấy. Nhưng bây giờ ta muốn nghe cái gì? Người ta muốn thấy cái gì? Còn người ta muốn nghe định. Có không các bạn? Ta muốn được khen. Khen không? Có anh em hay muốn được góp ý? Dĩ nhiên là được khen. Như vậy chúng ta cần thấu hiểu. Thấu hiểu cái gì nhỉ? Kiểu tháp nhu cầu. Thấu hiểu tháp nhu cầu. Phải khen theo tháp nhu cầu anh em nhé. Khen theo tháp nhu cầu. Một cái người chưa vượt qua được level nhu cầu cơ bản ấy. Đây này, tháp nhu cầu Maslow. Có tháp nhu cầu Maslow anh em nhé. Đây. Em theo tháp nhu cầu Maslow. Như vậy trong quá trình chúng ta làm tháp nhu cầu Maslow thì họ sẽ được khen, họ sẽ thỏa mãn nhu cầu đúng không? Thế thì họ muốn thấy cái gì? Họ muốn thấy cái gì anh em? Được mất. Làm gì để không mất? Đúng không? Ví dụ như là chị ơi hôm trước em cũng giống chị, em bị mất cái điện thoại, nhưng mà từ khi em mua cái ốp này, từ khi em mua cái ốp này thì không thằng điện thoại nó dám giật cái ốp này của giật cái điện thoại của em nữa. Đó, một câu setting rất là đơn giản như thế. Có khiến đang mua ốp không các bạn? Đúng không? Có khiến mua ốp không? Chị ơi ngày xưa em cũng bị giật cái điện thoại giống chị. Nhưng mà kể từ hồi em mua con iPhone 14 Pro Max này, em mua cái ốp này nó tặng thêm cái dây buộc quanh cổ. Như vậy trừ khi nó giật gãy cổ mình, nhưng còn không là nó không thể nào giật được điện thoại iPhone 14 Pro Max của mình đâu chị ạ. Hình dung anh em. Đấy là một câu setting cho ốp. Đúng không anh em? Chứ không phải là tôi khoe iPhone 14 Pro Max đâu anh em ạ. Hình dung các bạn. Như vậy nó sẽ chạm đến
này sẽ chặn. À, cái này sẽ chặn ứng dụng bọn. Cảm xúc thì nó sẽ bao gồm 7 yếu tố cảm xúc. Dục vọng thì nó sẽ bao gồm 6 yếu tố dục vọng. Cái này các bạn search Google nhé, 7 yếu tố cảm xúc là gì, 6 yếu tố dục vọng là gì, các bạn search Google. Hiểu đúng không? Đó. Người ta muốn được so sánh, muốn được kiểm chứng, cho ta thấy bộ phận. Nào các bạn có niềm tin khi các bạn so sánh và kiểm chứng không? Bạn nào có niềm tin khi so sánh kiểm chứng thì gõ tôi. Xin mời bắt đầu. Ok, bây giờ nãy giờ khi mà các bạn xem nội dung của tôi nãy giờ 2 tiếng đồng hồ đúng không? Thì bạn nào tin rằng phương pháp của tôi là phương pháp có hiệu quả, vui lòng gõ chữ là tôi tin. Xin mời. Sự vui lòng gõ chữ cẩn thận là tôi tin. Các bạn mà tin rằng phương pháp của tôi có hiệu quả thì vui lòng gõ chữ đấy là tôi tin. Được chưa? Thì tôi muốn nói các bạn 2 điều. Ok vợ yêu. Thì tôi muốn nói các bạn 2 điều. Điều thứ nhất, tôi muốn nói các bạn là đừng tin tôi. Hãy chỉ coi là một giá trị tham khảo. Đó, điều đầu tiên tôi muốn nói các bạn. Điều đầu tiên mà nói các bạn là đừng tin tôi, hãy chỉ coi tôi là cái giá trị tham khảo thôi, đừng tin làm gì. Chứ các bạn, có thể các bạn nghe hơi ngược, nhưng mà anh em nào mà xem cái livestream thao túng tâm lý của tôi ấy, thì anh em sẽ biết là cái việc thứ hai đó là, điều thứ hai đó là khách hàng sẽ luôn luôn so sánh. Và kiểm chứng. Khách hàng sẽ luôn luôn so sánh và kiểm chứng dựa trên trải nghiệm của họ, góc nhìn và trải nghiệm của họ. Suy ra họ tự xây dựng niềm tin từ bên trong. Và cái niềm tin này vô cùng mạnh mẽ. Và điều này sẽ khiến họ trở nên phi lý trí. Cái việc mà tôi hỏi các bạn từ đầu đến giờ các bạn tin tôi không, mà các bạn cứ gõ chữ tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin, tôi tin. Thì tôi nói các bạn nhé, những cái ông mà không gõ chữ tôi tin, nhìn các bạn gõ chữ tôi tin đấy các bạn, cái ông sẽ lao vào trong tâm lý đám đông. Lúc đấy các ông không biết là có nên không tin hay không. Lúc đấy các ông ấy sẽ không biết rằng là nãy giờ mình nghe không có vẻ hợp lý, nhưng mình không hiểu cái gì cả. Thế mà ai cũng tin. Thế thì bây giờ mình có nên thế này, mình có nên thế kia hay không? Chúc các bạn. Và cái đoạn đấy là những cái ông mà đang không gõ chữ tôi tin ấy là chắc chắn sẽ trở nên phi lý trí. Cái đoạn phi lý trí này, cái đoạn phi lý trí này làm cái đoạn rất dễ đưa ra hành vi mua hàng. Hình dung các bạn. Diện phi lý trí rất dễ đưa ra hành vi mua hàng đó, cho nên là người ta muốn so sánh kiểm chứng, hãy cho ta những đoạn hội thoại, nhớ nhá, hội thoại phải đa chiều. Được chưa anh em? Seeding để quảng cáo rẻ đúng không? Được chưa các bạn? Gì nữa nhỉ? Được chưa anh em? Chưa, cái này còn sâu nữa, sâu nữa, sâu nữa, sâu nữa, cái này chưa rồi đâu. Thì chưa các bạn, thực ra cái này làm phải sâu nữa vào. Sâu nữa vào. Thì anh em, làm sâu vào, anh em làm càng sâu càng tốt. Nếu các bạn làm đủ sâu ấy, thì các bạn chỉ cần làm cái này thôi là đủ. Thì đúng chưa? Nhưng mà nếu các bạn làm cái này không đủ sâu, các bạn phải làm cái này nữa. Đấy, làm cái này.
đó là gì? Nó sẽ pick trực tiếp, ship thì gián tiếp, gián tiếp. Topic 1, topic 2. Đó, nhìn không? Làm gì với lượt like? Làm gì với cái văn bản? Làm gì với cái media bây giờ? Làm gì với cái media để được ăn đề xuất? Nào là nói anh em, chạy quảng cáo luôn luôn phải có một cái tâm lý là làm thế nào để được ăn đề xuất, đúng không? Media quảng cáo thế nào? Đây, media quảng cáo thế nào thì ăn đề xuất. Đầu tiên các bạn phải hiểu thế nào thì ăn đề xuất. Nhìn chung các bạn, thì như vừa rồi tôi nhớ là trong chương trình ngày hôm nay tôi có chỉ các bạn một cái phương pháp để ăn đề xuất nhỉ? Đây, đâu đấy? Ở đâu đấy trong cái mind map này? Đâu đấy trong cái mind map này tôi có chỉ cho các bạn một cái đề án đề xuất. Đây. Đây phần review. Đây tăng tỷ lệ ăn đề xuất đây. Đây phần nuôi pet để tăng tỷ lệ ăn đề xuất. Đây là một cái kỹ thuật đúng không các bạn? Rất là tiếc anh em. Tôi định hôm nay làm cái buổi để có thể nói anh em full về kỹ thuật quảng cáo trong lòng tôi, nhưng mà thực chất các bạn nhìn này. Tôi chưa thể đi hết được cái mind map nào cả.